kỷ niệm ngày dỗ lần thứ tư của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, sinh năm 1937, mất năm 2016. Bản tin hoa thịnh đốn với muôn vàng thương tiếc xin gửi đến quý vị tiểu sử của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đã vĩnh viễn ra đi vì một cơn đau tim ngày 3 tháng 3 năm 2016 trên một chuyến bay từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ đến thủ đô Manila, Philippines để tham dự một cuộc hội thảo quốc tế về vấn đề biển Đông. Tại đó, ông dự định sẽ trình bày những nghiên cứu lịch sử nhằm xác định chủ quyền Việt Nam trên các đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Giáo sư đã chết cho niềm tin của chính mình. Hoa Kỳ đã thực sự là quê hương thứ hai của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích từ năm 1956 đến lúc giáo sư nhắm mắt. Ngoài trừ khoảng thời gian ngắn từ năm 1971 đến ngày Sài Gòn bị cưỡng chiếm tháng 4 năm 1975. Trong khoảng thời gian 4 năm, giáo sư trở về Sài Gòn, phục vụ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa với chức vụ Cục trưởng Cục Thông tin Quốc ngoại thuộc Bộ Dân vận và Chiêu hồi, tức Chương trình Chiêu hồi Chiến binh Cộng sản. Giáo sư còn đặt trách chức vụ Tổng giám đốc Việt Tấn xã và sứ giả đặc trách của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trong cuộc vận động sâu cùng với Quốc hội Hoa Kỳ, về viện trợ quân sự cho Việt Nam Cộng Hòa. Trong những tháng, ngày, Việt Cộng tung ra những đoàn khốc liệt cuối. Giáo sư cũng đã cùng với Hiền Thê, Tiến sĩ Đào Thị Hợi và người Anh Nguyễn Ngọc Linh sáng lập Viện Đại học Củ Long. Năm 1975, giáo sư trở lại Hoa Kỳ, định cư tại tiểu bang Virginia, làm giáo sư cho các chương trình tiểu học, trung học và cao cấp tại quận Arlington, và tại ban nghiên cứu văn học, văn hóa và văn minh Việt Nam tại các trường Trinity College, George Mason University, giáo sư cũng giảng dạy tại Đại học Georgetown University trong cương vị giáo sư chương trình giáo dục song ngữ và đa văn hóa. Năm 1978, khi người Việt trốn thoát chế độ cộng sản bằng đường biển, giáo sư đã tham gia hoạt động cứu người Việt biển và trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của Both People SOS và camera tại Virginia từ năm 1991 đến 1993. Giáo sư tham dự ban quản trị của tổng thống George Bush với chức vụ phó và sau đó là quyền tổng giám đốc ở là còn gọi là ban giáo dục song ngữ và ngôn ngữ thiểu số thuộc Bộ giáo dục liên bang. Đầu năm 1988, giáo sư tham gia một nhóm vận động đòi hỏi quốc hội Hoa Kỳ tài trợ cho thế hệ thứ hai của Đài Á Châu Tự Do AFA để phát thanh về Việt Nam. Kết quả, vào tháng 3 năm 1996, Tổng thống Bill Clinton và Quốc hội đã ban hành quyết định thành lập Đài Á Châu Tự Do với các chương trình như ngày hôm nay. Năm 1997, giáo sư được bổ nhiệm chức giám đốc của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Năm 2006, giáo sư đồng sáng lập Tổ chức Liên đoàn Lao động Việt Nam nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động trong nước Việt Nam. Năm 2010, ông đồng sáng lập Việt Nam Film Club nhằm thực hiện các phim tài liệu lịch sử liên quan đến chiến tranh Việt Nam và đã có hai cuốn phim tài liệu tiêu biểu là Hồn Việt, Quốc kỳ và Quốc ca Việt Nam năm 2013 và Thảm họa bất thuộc năm 2015. Ngoài ra, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích cũng đã tham gia các sinh hoạt giới trẻ qua các khóa huấn luyện truyền thông, huấn luyện truyền thống hướng đạo và văn hóa Việt Nam, thực hiện bản tin hoa thịnh đốn trên đài truyền hình SBTN. Giáo sư là một người phục vụ khiêm tốn và trung thành, nhưng đối với chế độ Cộng sản, giáo sư là một chiến sĩ kiên cường và khí phách, đã không ngừng tranh đấu vì tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, đến mức đã bỏ quên sức khỏe bản thân để cống hiến đến tận hơi thở cuối cùng. Yes. Yeah.